Chào Chế Huyền xinh đẹp của em. Em cảm ơn chị vì đã cứu rỗi cái làn da mụn của em. Em đang định nói là đợt vừa rồi vào Sài Gòn thì chắc là tại do ăn đồ ở trong này nó cũng hơi nóng, với lại là thay đổi thời tiết nữa nên da đã bị mọc một ít mụn. Sau khi lên kể lể với cả các chị thì là chị Lã Thanh Huyền có gửi cho Thanh một bộ sản phẩm gồm có huyết thanh tổ yến và tinh chất vàng 24K của Hàn Quốc, nên là mình đã dùng thử. Lúc đầu khi mà dùng ấy thì mụn nó nhô lên rất là nhiều, mình sợ quá. Thì chị cũng có nói rằng là đấy là bởi vì nó đẩy mụn lên, và công nhận là sau khi mà nó đẩy mụn lên rồi ấy thì tất cả các cái cồi mụn nó bắt đầu nó khô lại, và mình chỉ việc như thế này cậy phát thế là nó bung ra cái là mất mụn luôn, mà không để lại vết thâm hay là cũng không để lại sẹo, nên là cảm thấy rất là ưng. Chứ lúc đầu đi đi quay ấy, nhìn thấy mấy cái mụn ở đây với cả ở trên này mà hoảng hốt luôn, vì rất là sợ khi mà lên hình lại bị có mụn như vậy. Nhưng mà Thanh nói thật là với những cái bạn mà da nhạy cảm như mình ấy thì nếu như mà nói là không thể nào mà có mụn ấy thì cũng rất là khó, bởi vì rằng là làm sao mà mình có thể tự tin rằng da của mình không bao giờ mọc mụn được, đúng không? Nó cũng sẽ phải lên mụn, nhưng mà tùy là mình sinh hoạt ăn ăn uống như thế nào hay là dưỡng da ra làm sao thôi. Chứ còn dù có dưỡng da cách mấy đi chăng nữa mà lúc nào cũng phải dậy sớm thức khuya như mình này, rồi là đi quay ngày đêm sớm tối và make up liên tục như Thanh, thì chắc chắn là chứ kiểu gì thì kiểu mụn nó cũng sẽ phải lên một vài cái chứ không phải là không. Thế nên là khi mà chị Lã Thanh Huyền có gửi tặng cho Thanh, cả chị Loan nữa cũng tặng cho Thanh một bộ sản phẩm của Hàn Quốc, đấy chính là huyết thanh tổ yến và tinh chất vàng 24K, thì mình đã sử dụng và mình cảm thấy là nó rất là phù hợp với làn da nhạy cảm của mình. Đọc ở trên cái bao bì của cái này thì mình lại cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì công ty mà sản xuất ra cái loại mỹ phẩm này ấy, thì nó lại là công ty mà sản xuất ra rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng như là Ohui này, Lancôme hay là L'Oreal. Nói như vậy thì mọi người đã cảm thấy là tin tưởng hơn chưa? Khi mà một công ty mà đã là sản xuất ra những cái hãng mỹ phẩm nổi tiếng, nhà máy sản xuất ra những cái mỹ phẩm có thương hiệu rất là nổi tiếng, ví dụ như là Ohui này, Lancôme hay là L'Oreal, thì đây đây cũng chính là một cái sản phẩm mà được sản xuất từ nhà máy đó ở bên Hàn Quốc. Và sản phẩm này thì đã được chị Lã Thanh Huyền làm hình ảnh, và quả thực là khi mà chị Huyền cùng với cả chị Loan có nói với Thanh rằng nên sử dụng cái này để trị mụn thì mình cũng cảm thấy khá là yên tâm. Bởi vì ban đầu ấy khi mà dùng bộ đôi sản phẩm này này, ngoài cái công dụng là dưỡng da thì nó sẽ cho tất cả các cái mụn ẩn ở trong da của mình nó được đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài tức là sau một tuần sử dụng thì mặt của mình sẽ lên một vài cái mụn đấy. Sau đó thì khi mà mụn nó được đẩy lên rồi ấy, thì cái cồi mụn này này nó sẽ khô, và từ đấy thì mình chỉ cần cậy nhẹ là nó đã tự bung rồi, chứ không cần phải làm bất cứ một cái gì khác và không để lại.